em nghĩ là em cứ mãi sống về những cái chuỗi ngày đã qua, rồi những cái chuyện không vui mà em vằn vặt ổng hoài á, thì cũng rất là tội cho ổng. Ổng nói với em, ổng rất là thương em. Và cái kết cục là em nên chọn cái người yêu em nhiều hơn. Dạ. Thì em quyết định em lấy anh này luôn. Với lại em cảm thấy là em với ổng có thể đi đến cuối cuộc đời được. Rồi hai bạn đã come out với gia đình của mình chưa ha? Dạ rồi. Lúc người trước là em đã nói với gia đình rồi. Rồi Hân cũng vậy mà đúng không? Thì bây giờ mối quan hệ của hai bạn với gia đình, tất cả mọi thứ tốt hết không? Dạ, nói chung rất là tốt. Rất là tốt. Tốt mới cưới đó anh. Hai bạn quen nhau bao lâu mà cưới? 8 tháng. 8 tháng là trong khoảng thời gian đó thì cũng có rất là nhiều thứ. Coi như là hồi lúc mà mới đầu về ở chung á, em thì nóng tính, ổng thì trầm. Em bực lên là em cấu, mà thường em cấu với ổng nhiều. Thế thành thử ra là có nhiều cái ổng cũng nhường nhịn, cũng nản, nhưng mà ổng nhường. Nếu như mình biết suy nghĩ là cái người bạn đời của mình là cấu, buồn và nản thì mình phải tiết chế, mình giảm nó một chút. Thì đó, thì nói chung là trong khoảng thời gian mà sống chung, nếu mình đã xác định là vợ chồng suốt đời rồi, mình phải nhường thì nhau, bắt buộc là mình phải điều tiết lại. Em là Ngọc Hân, quê em ở Bến Tre. Ngọc Hân. Em 34 tuổi. Còn em là Tôn Trân, quê em cũng ở Bến Tre luôn. Em cũng 34 tuổi, em làm nghề hướng dẫn du lịch. Từ từ nhìn hai bạn, cái Tuân thắc mắc về câu chuyện tình yêu của hai bạn ngay lập tức á, thì mình có thể chia sẻ một tí là tại sao mình gặp được nhau, mình quen nhau như thế nào không? Nói chung là cũng là một cái duyên thôi. Tụi em là bạn học cấp 3 ở quê. Nhưng mà hồi đó là bả là còn con gái, bả đến tóc dài lắm. Nói ra là không có gì gọi là ấn tượng, chỉ vì biết là cá tính là con trai thôi. Là để tóc dài nhưng mà cái tính cách vẫn là con trai. Đúng rồi. Hồi đó là thường hay đi chơi chung lắm, nhưng mà em gạt bả bên à. Không đi. Không đi. Hay là do bạn không có đẹp nên không để ý đúng không? Không đẹp nè, không có duyên nè. Ở với lại hồi đó bà xấu lắm, cái mặt nó bành ra đó. Rồi sao đang cái mặt bành ra, bây giờ cái mặt lại gọn lại được như này ha Trân ha? Chắc giờ em ốm á. Lên là đi làm cái giảm em cân. Ốm dạ. Yêu quá là yếu đó, ốm đó. Yêu quá là ốm, mà ốm yêu quá là yếu. Đúng rồi. Rồi sau khi mà mình học cùng với nhau á, thì bao lâu mình mới gặp lại nhau và mình bắt đầu cái cơ duyên? Thật ra thì cuối năm 11, gia đình em, cha mẹ em ly hôn. Thành thử ra là em theo gia đình lên Sài Gòn sống, rồi học luôn trên này. Có một lần em đi làm việc xa, kết bạn với bạn bè trong lớp, thì có bả nữa. Nhưng mà thấy bả cứ hay đăng những cái status buồn rồi này kia kia. Kêu ổng đi. Bây giờ kêu ổng đi, biết là ngày xưa là bả mà, nhưng bây giờ là ổng rồi, nhưng kêu ổng đi. Tốn bao nhiêu tiền cắt tóc mà cứ bả hoài luôn á. Cứ bả hoài. Mà cái ổng đi. Có một thời gian theo dõi trên Face, rồi em cảm thấy thì có những cái câu nói hay xàm xíu á. Tính em với lại rất là thích là đâu ra đó. Thành tử ra là những người mà hay lang thang lang thang là như là em lóc hết. Thế là em lóc ổng luôn. Có một nhỏ bạn mà hàng học chung với tụi em luôn. Nhưng mà nó bảo là mày biết gì không? Mày nhớ Hân không? Nó quen với con gái. Cái đó là ông này cũng hiếu kỳ thôi. Lúc đó là em bình luận trước. Nhưng mà lúc đấy mình block Facebook rồi mà. Dạ, block Facebook xong rồi ông này cũng kết bạn lại. Sau một thời gian khoảng chừng 16 năm, cái tụi em mới làm bạn trên Face lại. Rồi xong nhớ bạn nói là Hân thích con gái. Cái lúc đầu thì em cũng không có gì đó là đặc biệt. Thì lúc đó em còn trong cái giai đoạn mà buồn. Tại vì em chia tay quá tình đầu cũng lâu rồi. Cái em hay đăng những status mà buồn lắm. Cái bà này bà thấy bà nhảm, cái bà nhảy vô bình luận dài lắm. Cái em mới nhắn tin riêng bên cái Messenger cho bà. Lúc đầu mới từ đấy rồi cái bà mới tâm sự. Nhưng mà cái bình luận dài đấy của Hân là cái gì chân bình nhớ luận không? Sao bà nói bà không tin duyên số này kia nọ này kia, đại loại là vậy. Trong cái đường là bình luận đó là em có gửi kèm một cái tấm hình của em với người trước. Thế là em cũng động viên thì mình vẫn sẽ có gặp được một người nào đó hợp hơn. Nhưng tại sao em gửi cái hình em với người yêu trước cho bạn này? Tại vì lúc đó em vẫn đang quen với người yêu trước. Nói chung là em vẫn đang bạn quen. Bạn có thấy hạnh phúc gì điều đó mà gửi cho em, đã động viên em thôi. Em chỉ là muốn động viên thôi. Tại vì người đó là chia tay ổng là tại em bị lấy chồng. Thành thử ra là ổng không tin là có thể là một người con gái lại yêu một người con gái lại sâu nặng hơn như thế.
cho nên mình muốn là chia sẻ cho ổng một chút gì đó, gọi là cái niềm tin là sẽ có một người nào đó thật lòng thương ổng, là sẽ đi đến cuối cuộc đời với ổng. Bây giờ cái người đó trở thành mình luôn. À, lúc đó thì không nghĩ. Vậy là mình phải rút kinh nghiệm chị ơi, mai mốt mình comment động viên người ta, mình đừng có gửi hình người yêu của mình vào. Nó có cái huông á. Có cái huông người ta yêu mình luôn á. Đúng rồi. Trong khoảng thời gian đó thì em với lại người yêu cũ á, cũng rất là nhiều cái khó khăn ở đây, kiểu là người ta thường hay có một cái suy nghĩ gì nè, giữa hai đứa con gái với nhau nó sẽ không có được cái gì bền vững. Em cảm thấy là có rất là nhiều bạn thường hay nói là quen thì quen vậy, được ngày nào hay ngày đó. Nhưng em lại không đồng ý vậy. Em nói thẳng là thì nhắm mà có thể đến với nhau được suốt cuộc đời thì quen, chứ đừng có mà cảm thấy quen rồi không được thì chia tay nhau, nó phí thời gian lắm, em không thích. Nói chung là cộng đồng LGBT mình không có tin cái tình yêu của trong cộng đồng nó mãnh liệt và nó có thể nó bền vững giống như những bạn trai hay bạn gái. Mà chính vì cái điều mà không tin thì mình không có sống chết với tình yêu đó. Mình không sống hết lòng thì sao mình mới sống với nhau tới găng long đầu bạc được. Còn riêng đối với chị tin tình yêu có thật và chị tin chị có thể nắm tay người yêu chị đi hết quãng đời còn lại. Còn cái vấn đề duyên nợ duyên số thì mình để ông trời ổn định. Nhưng mà mình trước khi mình yêu ai mình phải tin, mình phải cố gắng mình giữ. Mình thả hồn mà nói, mình cố gắng mình giữ rồi. Và mình cố gắng làm sao mình duy trì được cái tình yêu mình lâu bền. Đó là do mình một phần nữa. Giữa con gái với nhau thì sao mà đi đến suốt cuộc đời được. Rồi bắt đầu là cho em những cái mà ví dụ như là đòi hỏi là phải yêu hết mình, phải này kia nọ, nhưng mà trong khi đó thì bản thân này không cho ngược lại. Như là lúc nào cũng dè dặt là sợ mình bỏ. Có nghĩa là họ muốn mình phải chứng minh tình cảm của mình, đúng nhưng rồi. Họ lại không có chứng minh tình cảm của họ. Vậy là rất là khó. Em yêu hết mình, em cảm thấy là xác định suốt cuộc đời em mới quen, còn không thì thôi. Anh này anh tới với em thì lúc đó em còn dây dưa với người cũ. Tôi thắc mắc là cái vụ dây dưa giữa tình cũ với tình mới của Hân á, nó có gây ra cái rắc rối gì cho mình không? Có, rất là nhiều. Lúc đó thì cũng tội ổng khóc rất là nhiều. Em thật lòng yêu người cũ, tại vì em là người rung động trước, em không muốn quen cho nên em cũng từ chối rất là nhiều. Lúc đó có nghĩa là bà yêu người cũ nhưng mà bà sợ quen người đó nên mình từ chối rất là nhiều lần người cũ. Xong rồi thì cũng khoảng 4 tháng sau thì em cũng quyết định là quen, yêu xa thôi. Rồi bắt đầu là khi mà về chung một nhà thì em cảm thấy là không hợp. 8 tháng thôi và tụi em có những cái vấn đề không thể nào tiếp tục được thì em quyết định là em chia tay. Nhưng mà đúng lúc đó thì em lại có thường hay nhắn tin với ông này. Thành thử ra là người yêu cũ của em thường hay nói là tại vì em quen với ông này rồi mới là chia tay, rồi nói với bạn bè thế này thế nọ. Thật ra tôi nghĩ cái đấy, cái sự suy nghĩ của người cũ nó có cơ sở mà. Khi mà mình đang quen một người đúng không? Và mình thấy họ nhắn tin với người khác, rồi sau khi chia tay mình thì họ lại quen với cái người họ đã từng nhắn tin, thì đương nhiên họ có quyền suy nghĩ đó chứ. Nhưng mà họ cũng không có tôn trọng cái suy nghĩ của em. Tại vì trong khoảng thời gian quen nhau thì anh đó vẫn thường hay cũng lâu lâu cũng vẫn hay lén nhắn tin hoặc là liên lạc với người cũ. Đôi khi còn gặp mặt nữa. Lúc đầu mà nhắn tin với em chỉ là tâm sự thôi. Thật sự bà này bà chưa bao giờ rung động với em. Giống như là em lắng nghe, em chia sẻ. Tại vì em có rất là nhiều kinh nghiệm. Em đưa ra những cái lời khuyên cho bà này. Rồi lúc đó bà buồn, bà cũng cần người chia sẻ. Dạ đúng rồi, chính xác là như vậy. Lại đấy là kiểu Trân đang đóng vai anh trai mưa của Hân đúng không? Rồi sau bao nhiêu lâu thì Trân quyết định bắt Hân về luôn? Lúc mà em nhắn tin qua lại với bà xã em á thì bà xã em cự tuyệt nhiều lần lắm. Có những lúc mà 2-3 ngày bà không nhắn tin với em luôn, em cứ chờ thôi. Tại vì cái khung giờ của em làm rất là thoải mái, tại là hướng dẫn mà em có thể nhắn tin bất cứ lúc nào cũng được. Còn vợ em làm thì nó có cái thời gian quy định rõ ràng, nên em đợi hoài đâu mà không thấy bà nhắn tin vậy đó. Rồi sau bao nhiêu lần thì bà xã quyết định chấp nhận? Em không có chấp nhận đâu. Em không có chấp nhận đâu. Nhưng mà cũng là cái duyên số thôi. Rồi bữa đó là em chia tay với người cũ. Em dọn qua bên nhà mẹ em ở. Cái tối lại cái ông này ổng qua. Tại vì cái lý do em đòi qua như vậy nè, bà nói là người đó dọn đi rồi nhưng mà phòng nó bề bộn quá. Để em nói là để em qua em dọn phụ. Rồi xong bà nó mới cho qua. Có hai cái cách giải quyết. Một là em qua xong rồi em dọn là em qua xong gặp bà thì em đi về thôi, em không lưu được phòng của bà. Cái thứ hai là em vô là em phải ngủ đây luôn. Tại người ta khóa cổng rồi mình không có chìa khóa thì mình đi ra. Đó, cứ bà cứ đắn đo mấy cái xong cái này cái cho em qua. Có nghĩa là bà cho em qua có nghĩa là em phải ở lại ngủ. Em kiếm hoài mà sao không có. Nói thôi em chạy về. Em nói ổng là giờ mất chìa khóa rồi.
ngồi nó vô thì lại không ra được, tại ngồi nó vô rồi ngồi nó người ta ngủ rồi, thôi thì mới đứng ngoài nói chuyện đi. Mà cũng ngại, hôm nay giờ qua để ổng đứng ngoài nói chuyện mà ngồi vô cũng khó, cũng không có chìa khóa để vô. Rồi ổng hỏi là suy nghĩ coi làm sao thì thế là thôi vô đi, vô mình lại giờ còn gì đâu để mất, còn gì đâu để mất. Giờ tối đấy chị ngủ thôi à, chị ngủ thôi à. Hóa ra Cương hay hỏi kỹ vậy. Chị ơi, cái mấu chốt của vấn đề là cái tối đó có gì xảy ra không? Nếu nó xảy ra thì nó mới có cơ sở để chuyện tình cảm này phát triển, chị hiểu không? Chị hiểu không? Có, nói chung là điều đó là có vấn đề, mà có vấn đề chuyện lớn nữa. À, chủ động. Tự va vào nhau đúng không? À, em thì chắc không chủ động rồi. Nhưng nói chung là cũng là cái sự va vấp chịu thôi. Chịu nàng. Thôi bây giờ mình để cho Trân kể đi nào. Cái phòng của vợ em nó hơi nhỏ, để hai chiếc xe và cái niệm là nó vừa kích với nhau. Cái xong rồi lâu nằm, cái bà cũng nằm kế bên. Bà này cứ bả lăn tới lăn luôn, lăn xuôi lăn ngược, bả nói bà ngủ cũng được. Em mới quay qua nói với ổng, nói là trời ngủ chưa, ngồi nói chuyện đi. Xong rồi cái em bắt ổng kể chuyện trên trời dưới đất, đến khi mà hết chuyện nói rồi giờ không biết gì mà em cũng không ngủ được. Thế là em ôm em ngủ. Em ôm ổng ngủ. Nghĩa là bà chủ động bơm em. Là em vẫn cảm nhận được cái tình cảm của bà này, nhưng mà giống như là còn dè dặt ở cái mức thấp thôi. Nhưng vẫn còn yêu người kia. Rồi làm sao mình đẩy lên cao? Giống như là nó có nhiều cái không gian rồi thời gian này kia nọ, nó cứ tác động nhiều với cái cảm xúc của em lúc đó cũng dâng trào. Dạ, em hôn tóc bà, xong cái hôn trán, xong cái bà này mà không có phản ứng gì hết. Không lẽ mình ngu mình lại đầu tiên á là em này á say qua ôm. Dạ ôm. Là bật đèn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó em chủ động em vuốt tóc. Bà thấy im ái quá, như là bà đang buồn, bà cũng cái xoa dịu đó, cũng xoa dịu nỗi đau. Rồi vuốt quá, im tay quá, bà nằm luôn. Vậy là cái cách để mà quên được cái hơi người yêu cũ á là phải hít hơi người yêu mới. Đúng rồi. Chữa lại. Khi mình lắp, dứt lắp một lại, tình yêu lại. Cũ là mình phải có một tình yêu mới để mình lắp chỗ trống. Lắp chỗ trống lại. Đó ai cũng vậy hết. Tất cả mọi người đều muốn quên người yêu cũ là phải có người yêu mới. Chứ không là cái thời gian đó là em cũng không gượng nổi. Nhưng mà cho chị hỏi, khi mà em có người yêu mới rồi bao nhiêu lâu em mới quên hẳn cái người yêu cũ? Cũng không lâu lắm. Lúc đó em vùi đầu vào công việc nhiều nè, rồi thường hay chăm con em có rất là lấp đầy cái khoảng thời gian. Nhưng mà chỉ là lâu lâu có một cái chút thoáng qua là em nghĩ về những cái chuyện đã qua. Thì những cái lúc đó em không ngần ngại, em chia sẻ với ổng và ảnh đứng ở lập trường là người bạn để mà ảnh tâm sự với em chứ không có khó không chịu, làm cho mình rồi. Cảm thấy là mình cũng trải lòng dễ dàng hơn. Rồi tóm lại bây giờ chuyện cũ bỏ qua, đúng rồi bây giờ mình bàn chuyện mới đi. Thì sau cái đêm đó chuyện gì tiếp theo? Cái chuyện gì nó tới là nó sẽ tới. Rồi, nhưng mà không chị, tại vì em thấy là nếu chỉ có hôn chán thôi á thì nó không có dẫn tới những cái rung động mạnh mẽ để nhưng mà chị này... nhớ chương trình đâu phải bắt lúc nào cũng phải hỏi cái vấn đề này đâu Tuân. Không, nhưng mà nó là cái mấu chốt nhở. Có nghĩa là người ta đã như thế nào đó rồi người ta mới quyết định tiến tới. Rồi Trân có va chạm không Trân? Dạ có. Nhưng mà cái va chạm của ổng còn mãnh liệt hơn những người khác. Thấy chưa? Thấy chưa? Bữa đó ổng là rất là mãnh liệt. Thành thử ra là em nhiều khi em muốn dừng lại em cũng không thể dừng được. Sau cái đêm đó thì bọn mình đã chính thức yêu nhau luôn chưa? Qua ngày sau cái bà xã em nhắn tin với em dài lắm. Nó quá nhanh đi. Như là mới chia tay xong cái lại ở với em xong lại không thích quen em nữa. Thì trong suy nghĩ là nó còn hơi giống như là còn có lỗi với người cũ. Không, em không có cảm thấy gì gọi là có lỗi với người cũ cả. Nhưng mà lúc đó là em cảm thấy là nhanh quá, với lại những cái tổn thương của em vẫn còn mà. Tức là em không muốn quen. Nó thì không muốn tiếp tục nữa đúng em không? Em không muốn tiếp tục nữa. Cái em mới giận. Em tắt wifi. Bà nhắn tin cũng nhiều lắm nhưng mà em không coi. Cái xong rồi tới chiều xong cái ba điện thoại cho em. Với điện thoại cho em mới hỏi anh em là có muốn ăn cơm nhà không? Tại vì mấy ngày sau em cảm thấy em làm tổn thương ổng rất là nhiều. Mấy ngày đó là ổng khóc rất là nhiều, vừa như như là ổng cố gắng ổng che đi. Có một ngày cách đó không lâu đúng không? Mấy ngày sau bữa đó là em bực, em cấu lên. Em nói với ổng em không tin là ổng yêu em thật lòng. Tại vì mới đó mà lâu quá rồi không gặp lại mà giờ lại nhanh quá rồi. Chứ lại gặp đè nhau, gặp đè nhau, mình cảm giác giống như là cái này vì tình dục, chứ không phải là vì tình yêu. Thành thử ra là em không tin ổng thương em. Đây là bữa đó thì ổng mới còn hôn em. Ngay cả ổng còn hôn em cũng không cảm thấy gì gọi là rung động rung động cả.
Cầu hôn sao? Nó làm sao? Lúc mà hai đứa đang tranh đấu với nhau, đang cãi nhau, ổng mới nói là vậy bây giờ mình cưới nhau nha. Em nói là bây giờ có yêu nhau đâu. Trong khi đó là ổng cưới, ổng yêu em, ổng mà em cũng đâu có tin được, tại vì lâu lắm rồi không gặp nhau, thì bây giờ nói ra bằng miệng ai mà tin nổi. Thời gian của em không xa nào nhau mà tin được. Khoảng 17 năm mới gặp lại khoảng chừng 1 tháng. Nên Ninh bả không tin là đúng. Nó hơi bị nhanh quá. Dạ, nhanh quá. Như là em bạo cái vấn đề đó quá. Tại vì đối với em á thì em thương mình là thật là thật lòng. Thật lòng luôn, biết là thương thật lòng, nhưng mà em mình làm như vậy nó người ta làm cho người ta suy nghĩ là mình đến người ta bực. Quan điểm của em là em nghĩ là có nghĩa là mình thể hiện như vậy cho người ta thấy là mình thật lòng. Nhưng mà bà nói hơi quan với em là nói là em vồ vập này kia, nó đâu có đâu, nó có phải có giai đoạn chứ, nó có phải có quá trình nhẹ nhàng trước rồi bắt chịu em mới làm chứ, đâu phải là ví dụ như em xuống em đè mà xuống đâu. Nhưng mà nó người ta kêu dừng thì dừng. Giờ chị hiểu rồi, cái lúc mà làm xương xương á là bà phái bà thích, khi bắt đầu làm xong xuôi rồi cái bà suy nghĩ lại chỗ sao mới nhưng mới đang mà sao ngày nào cũng làm là khi xong rồi cô mới bực tỉnh dậy là trời sao tự nhiên sao đè hoài, đúng không? Nhưng khúc lúc đang làm quá sướng đâu nghĩ tới chuyện đó đâu. Trời sao em cũng chịu đè, sao mà em khôn quá vậy. Lúc sướng thì không nói gì hết, cái lúc xong rồi á là đang mệt đang suy nghĩ chết là sao cái anh này sao anh đè hoài vậy, là bắt đầu nghĩ xấu, nghĩ sai là người ta không được. Nói chung mà cũng đấu trên tư tưởng, ví dụ như là lúc đó là mình cảm thấy mình cũng thích nhưng mà mình lại không muốn quen. Lý do? Tại vì mình rất là sợ phải tổn thương lần nữa. Nói chung là có nhiều cái bất cập lắm. Lúc có bật đèn xanh lên, lúc mà bật đèn đỏ, lúc đó em cũng rất là vất vả luôn á. Do là bà đang mới chia tay người yêu, bà còn hoang mang nhiều thứ. Đó đúng rồi. Đang lúc bà buồn á thì bà bật đèn xanh cho chạy qua. Rồi khi mà bà hết buồn, lúc đó là bà suy nghĩ mấy cái nhớ những người kia, mình bật đèn đỏ lại. Mai mốt khi mà em băn khoăn á thì em nhớ băn khoăn trước khi ăn nhá. Còn ăn rồi là đừng có băn khoăn nữa. Thật ra đó, Trân đã chọn một cái đường rất là khó khăn, là đã phải làm cái người thay thế. Ngay từ đầu thời gian đầu em là người thay mình thế, đã là cái người thay thế Trân, nhưng mà mình chấp nhận được cái thời gian đầu thì nó sẽ ok. Nhưng mà vấn đề là có những người chấp nhận thời gian đầu nhưng mà sau đấy họ không có được tới một cái kết cục tốt đẹp đâu. Em nghĩ là em cứ mãi sống về những cái chuỗi ngày đã qua rồi những cái chuyện không vui mà em vằn vặt ổng hoài á, thì cũng rất là tội cho ổng. Ổng nói với em ổng rất là thương em. Và cái kết cục là em nên chọn cái người yêu em nhiều hơn. Dạ. Thì em quyết định em lấy anh này luôn. Với lại em cảm thấy là em với ổng có thể đi đến cuối cuộc đời được. Rồi hai bạn đã come out với gia đình của mình chưa ha? Dạ rồi. Lúc người trước là em đã nói với mình rồi. Rồi Hân cũng vậy mà đúng không? Thì bây giờ mối quan hệ của hai bạn với gia đình tất cả mọi thứ tốt hết không? Dạ, nói chung rất là tốt. Rất là tốt. Tốt mới cưới đó anh. Hai bạn quen nhau bao lâu mà cưới? 8 tháng. 8 tháng là trong khoảng thời gian đó thì cũng có rất là nhiều thứ. Coi như là hồi lúc mà mới đầu về ở chung á, em thì nóng tính, ổng thì trầm. Em bực lên là em cấu, mà thường em cấu với ổng nhiều. Thế thành thử ra là có nhiều cái ổng cũng nhường nhịn, cũng nản, nhưng mà ổng nhường. Nếu như mình biết suy nghĩ là bạn đời của mình là cáu buồn và nản thì mình phải tiết chế, mình giảm nó một chút. Thì đó, thì nói chung là trong khoảng thời gian mà sống chung, nếu mình đã xác định là vợ chồng suốt đời rồi, mình phải nhường thì nhau, bắt buộc và là mình phải điều tiết lại. Cho nên là thời gian sau này là em điều tiết rất là nhiều. Em có rất là nhiều tật xấu, ngủ và đói. Nói chung là em không chịu được, là em dễ cáu lắm. Thì khi nào buồn ngủ đó, em buồn ngủ đừng đụng chạm em nữa, cho em ngủ rồi đi ngủ thôi. Thì đó. Chị đó bây giờ nếu như chưa có ăn tự xuống mì nấu mì gói ăn là xong. Nhẹ nhàng chứ khỏi phải nặng nề là anh phải đi mua cho tôi, lỡ như khi người ta đi về không kịp rồi lại có chuyện mà nó không có đáng. Đúng rồi đó, tại vì hai vợ chồng em có một cái là rất là trang hòa. Ai rảnh là sẽ làm công việc nhà. Ví dụ như là những ngày này là ảnh rảnh nhiều hơn em, thì gần như là công việc nhà em giao phó hết. Em khôn ha, em khôn ha. Em giao phó hết. Mà em nói câu giao phó hết. Nói nghe nhẹ nhàng. Em nói cái câu giống như là trong cái câu nói của em là giống như là ảnh phải làm hết. Em là phụ nữ nhưng em đang bị ngược lại đó. Không, ví dụ như là khi mà em ở nhà thì em làm. Em sẽ làm. Nhưng mà em bận thì ảnh làm. Khi mà em bận em đi làm là ảnh ở nhà ảnh làm. Thì vậy cũng được. Bây giờ đó, cái câu chuyện come out của hai bạn đối với gia đình á, nó như thế nào? Nói chung là tụi em quen nhau được hơn 1 tháng. Thì ngày đó là tự nhiên gia đình ảnh nói là lên thăm ảnh.
Hai đứa cứ nghĩ là lúc anh chưa dọn qua bên phòng em thì em tưởng đâu là mẹ với ngoại là đi lên thăm ổng thôi. Lúc mà em quen với Hân á, là có đi chơi sở thú sở thường viên này loại là như vậy, rồi em có đăng hình lên Face. Mà trong cái Face đó thì em quen, em kết bạn với mấy cậu mấy mợ rất là nhiều, nên mình đăng lên sẽ thấy liền. À, chứ thật sự mà nói em quen Hân thì em chưa có nói gì với gia đình hết. Cái lúc mà mẹ với ngoại lên á thì nghĩ là lên thăm em thôi, tại em sống một mình mà. Cái xong lên cái ngoại mới nói là con quen người này thật lòng chưa, nếu là cuối cùng xác định thì ngoại cưới. Cái đó là cái câu đầu tiên ngoại nói với em. Cái gia đình em cảm thấy là rất là biết ơn điều đó. Còn sau đó đời cái em mới nói, em bất ngờ em nói ủa sao ngoại biết được, nói, tao thấy mấy cậu mày đưa hình tao coi cái này cũng được, cái thư này kia nó lại loại vậy. Cái em mới nhắn tin cho vợ em mới nói là ngoại nói như thế, em có đồng ý mà gặp mặt ngoại để nói chuyện hay không, tại vì ngoại đòi gặp em để ngoại hỏi chính xác để ngoại biết bàn thêm chuyện nữa. Buổi chiều đó là em chở vợ em qua bên nói chuyện với này mẹ với ngoại. Ngoại nói nếu mà đã vậy rồi thì để ngoại tính ngoại cưới cho. Thì xong rồi nói chuyện sau khi xong về thì em có nói chuyện với bên mẹ em. Lúc đó em mới bắt đầu nói với mẹ em, mẹ ơi, Trân muốn cưới, cho nên mà cảm thấy ấy thì con cho Trân qua nói chuyện. Thế là qua ngày hôm sau thì hai đứa qua thì mẹ có hỏi, bây giờ có mặt hai đứa mẹ muốn hỏi là con đã xác định chưa? Em quen á, không ai cản được, em quen người trước cũng vậy, gia đình em dường như là từ em luôn. Nhưng mà được một khoảng thời gian em cảm thấy là không thể đi đến cuối cuộc đời là em tự em buông. Nhưng mà lần này em lại mở lời với mẹ. Nhưng mẹ em cũng rất là bất ngờ. Ngày nào bây giờ cứ mong em cưới mà em không chịu cưới. Cái mẹ em cứ nhấn mạnh đi 2-3 lần như vậy. Cái thế là con xác định kỹ rồi. Cái mẹ nói ừ vậy thì gia đình bước qua đi nói chuyện. Rồi cái lễ cưới đó là có đủ hai gia đình bạn dạ, bè đủ hai tất gia đình bạn bè tất cả luôn. Nói chung là em được rất là may mắn ở chỗ là gia đình Trân rất là thương em. Với lại mẹ chồng em cũng khá là tâm lý. Mẹ có nhiều cái rất là hay, kêu con làm thế nào hoặc là chuẩn bị ra sao. Mẹ bảo là con chỉ có cần là làm một cô dâu đẹp thôi, chứ ngày đó là mẹ sẽ lo hết. Như là hết. Mẹ lo hết. Ngay cả đi làm tóc hoặc là đi chụp hình cưới mẹ vẫn cho tiền làm. Nói chung mà mẹ chồng rất là thương. Gia lăng á. Dạ. Tại vì em là con một á. Mình thương nhiều. Rồi mong muốn tương lai của hai bạn như thế nào? Tụi em cũng có rất là nhiều dự định. Tụi em là mong muốn có một cái gia đình như bao nhiêu cặp khác thôi. Tụi em cũng muốn là về quê nè. Dự định là sẽ mở quán cà phê nhỏ nhỏ ở quê. Chồng em thì làm cây phụ mẹ, tại có mình mẹ thôi. Vậy là hiện tại hai bạn bây giờ đang ở Sài Gòn. Dạ, dạ. Cho nên một tháng sau tụi em sẽ về. À, tháng sau là dọn về quê luôn đó hả? Dạ, là nghĩa là thực hiện những cái kế hoạch nhỏ của gia đình nhỏ. Giờ em có một cái giống như là không phải là ước mơ mà ba hay nói như vậy là mình về quê cái mình giống như trồng rau nuôi cá này cái đại loại là như vậy. Sao nhưng thích mà như vậy? Đối với bản thân em á là em thực hiện được cái điều đó cho bạn. Giống như là không phải là mình nói suông em cứ về đi rồi tính sao tính không có, nghĩa là em sẽ làm cho ba thấy cái điều đó. Nhưng khi em nói cái bà hay không tin tưởng cái điều đó. Tại vì nó xa vời quá. Tại đâu vì có xa vời đâu. Tại vì vậy nè, ổng là con một. Ổng lại chiều từ nhỏ nữa. Thế ra là nào tới giờ ổng không làm nổi. Không tin tưởng không, em không, làm không được. Chỉ riêng em mà ngay cả bạn bè cũng vậy, nói là bây giờ nói là về quê làm vườn. Không biết là có làm nổi hay không. Hồi tới về quê cái em tưới cây phụ mẹ, cái mẹ mà chạy vô mẹ nói vậy em. Ê con ơi, nó tưới cây được. Nghĩ sao vậy? Có tình yêu á, là mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Với lại hai vợ chồng em khác, những cặp đôi khác ở chỗ là ổng rất là tin tưởng em. Chuyện như vậy thành thử ra là em luôn trân trọng cái sự tin tưởng đó. Thì là em sống cũng rất là hết mình với ổng. Mẹ chồng em được cái là mẹ chồng em có suy nghĩ rất là xa. Bây giờ con mình nó vậy rồi, mai mốt và sau này về già nó như thế nào, ai trông nó hoặc là ai chăm nó. Cho nên mẹ em rất là thoáng. Đó là em đã cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà. Em lấy được ổng. Ngày xưa bà gửi cái hình vô trong người ta tin nhắn và nói là bà đang hạnh phúc gì nè, tình yêu nó sẽ là có thật này nọ, cuối cùng vớt ọc bà luôn. Em được may mắn rất là nhiều. Và em cũng hy vọng là trong cộng đồng của mình sẽ có nhiều cái suy nghĩ thông thoáng hơn, xa hơn một tí. Và phải tin tưởng lẫn nhau hơn một tí. Và tính tình yêu của cộng đồng LGBT là có thật. Mình cũng có thể sống găng long đọc bạc với giống như những người khác.
Chị chúc em, hai em về quê làm nuôi một hồ cá thật là lớn. Mà trúng cá là gì là giàu nha. Rồi xong rồi. Cây giàu đúng rồi, rồi trồng cây, trồng trái cây cho chị, rồi trồng hoa, rồi trước nhà mình mở một cái gì gọi là giống như tiệm tạp hóa. Nhỏ rồi bán hả? Đúng rồi, bán thuốc rồi bán rau má luôn, kiếm tiền thêm nha. Dạ. Chúc hai em dạ, sẽ dạ, hạnh phúc trong năm hạnh phúc để cho cộng đồng mình có nhiều cái cặp đẹp và chia sẻ cái niềm vui hạnh phúc đến tất cả mọi người và lan tỏa tích cực nhất.